á, rồi bắt đầu bắt cua nhé. Trời hôm nay mưa rất là to luôn, nên Vàng sẽ đi bắt cua về và sẽ làm món canh cua nấu rau đây nhé mọi người. Bây giờ Vàng á, Vàng sẽ đi khắp hết những cái cánh đồng lúa đây nè. Ở đó xung quanh bây giờ trời đang mưa nhé mọi người. Vàng sẽ đi xung quanh đó và Vàng sẽ bắt cua đồng nhé. Đã lắm mọi người ơi. Thật sự ở nơi này rất là nhiều cua luôn nha mọi người, dòng chọc vào đây á. Mà vợ từ nãy giờ Vàng bắt được rất là nhiều luôn á mọi người. Cua nè, mùa này được trước á là Vàng bắt ở đây rất là nhiều rồi nhé. Nhưng mà nó vẫn không hết nha mọi người. Năm ngoái á thì ở đây không có cua, nhưng mà năm nay á nó lại sinh sản lại rất là nhiều luôn. Nên Vàng bắt ở đây là khoảng hơn 10 kg rồi đó. Mà đợt trước á, Vàng quên á, Vàng lấy cái cây Vàng trời mưa á, Vàng không nghĩ tới cái camera này á, nên Vàng không thể nào mà lấy lấy ra quay cho mọi người xem được. Nên hôm nay á, Vàng mới ngộ ra được trời mưa, cũng kể trời mưa Vàng có cái camera này trong nước rồi, nên Vàng sẽ bắt cua cho mọi người xem nhé. Vàng sẽ bắt rất nhiều cua để tối nay mẹ Vàng sẽ có một cái món rất là đặc biệt luôn, là món cua nấu canh rau đây nhé mọi người.
bắt được rất là nhiều cua á, bạn rất là vui luôn nha mọi người. Nãy giờ bạn đi từ dọc ở dưới kia lên trên phía bên kia á, bạn cũng bắt được rất là nhiều cua rồi nhé. Nên hôm nay thực sự rất là vui nha. Chắc chắn là hôm nay bạn sẽ có được một bữa cơm canh rất là ngon nha mọi người. Bạn đi bắt từ nãy giờ á, nhiều cái con gì nó cắn bạn về sưng hết mặt rồi mọi người. Nó cắn sưng hết tay le tay lưa luôn nha mọi người. Đó, và bạn dạo thêm một xíu nữa, bạn bắt thêm một xíu nữa nha mọi người. Rồi bạn sẽ về nhé. Cho từ nãy giờ bạn bắt cũng đã rất là nhiều rồi nhé. Hôm nay thực sự rất là vui luôn. Bạn cứ tưởng là vàng ra là nó sẽ không có nhiều cua được như vậy đâu, nhưng mà thực sự nó cũng rất là nhiều luôn. Thực sự rất là phấn khởi đến giờ vàng lại chỗ kia á. Bạn bắt thêm một xíu nữa là vàng sẽ xuống clip nha mọi người. Đó, và đây là tất cả cái số cua mà vàng bắt hồi sớm dành cho mọi người. Có rất là nhiều luôn mọi người. Này, con cua nào cũng lấy rất là bình luôn. Có mọi người rất là nhiều luôn. Clip bắt cua của vàng á, ngày hôm nay tới đây nha mọi người ơi. Vàng rất cảm ơn mọi người đã xem cái clip của vàng nhé. Và nếu mọi người thấy clip của vàng hay á, thì nhớ bấm chuông và đăng ký kênh cho vàng vlog nhé. Và đừng quên bấm nút chuông bên phải để theo dõi những clip mới nhất nhé. Và bây giờ cũng đã tối rồi, vàng đã bắt cua nhiều rồi nha mọi người. Và nó không còn cua nữa. Nên bây giờ vàng xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.